Hỡi biết cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh học đàn của Trăng Sáng Keyboard ha. Rồi Sáng cũng gửi lời chào đến lớp học online 1 luôn nha. Rồi hơi bắt đầu tiếp tục cái bài, Sáng sẽ tiếp tục giao bài ha. Cái này cũng mấy bữa rồi, 2-3 bữa gì rồi. Thôi thì tiếp tục giao bài đi, tại vì liên tục những cái chuỗi về trong 3 Bolero thì hôm nay Sáng sẽ tiếp tục hướng dẫn cái cách ứng dụng của các bài trước đây. Tức là nó nói tiếp một dãy với nhau, cái bài trước đây là Sáng vừa ôn lại cái intro đó thấy không? Sang đánh cái intro đó, tức là sang ôm lại cho lớp đó, là cái intro hôm nay sẽ ứng dụng cho các bài ngày hôm nay. Đó là cái bài ngày hôm nay Sang sẽ giao cho lớp, đó là ứng dụng cái intro để giao cho cái bài ứng dụng thực tế, đó là bài Sớm Đêm, một sáng tác của Phan Đình Chương ha. Bài Sớm Đêm thì chúng ta cái bài ngày hôm nay, cái ý nghĩa của cái bài của bài học ngày hôm nay đó là chúng ta sử dụng cái intro của bài trước để mà giao cho những cái bài nào mà cái bài lâu lâu quá, những cái bài mà chúng ta đi làm show lâu gặp á, ví dụ như những bài nhưng mà chúng ta không biết intro quá, chúng ta lấy cái intro đó chúng ta giao cho cái bài áp dụng vô, ví dụ như cái bài Sớm Đêm nè, ví dụ như tự nhiên cái mình quên cái intro bài Sớm Đêm, đi làm show mình lên sân khấu mình đứng cái mình gục quá, tự nhiên mình ta khách người ta kêu cái mình quên, thì lúc đó mình làm sao, không lẽ mình kêu người ta khách người ta đổi bài hát thì kỳ quá, thôi quất luôn ha, lấy intro này quất luôn. Rồi tức là chúng ta lấy cái intro học của cái bài 42 chúng ta giao cho cái bài Sớm Đêm. Rồi hôm nay cái bài Sớm Đêm ngày hôm nay á, là Sang sẽ hướng dẫn trên theo cái phong cách của Lệ Quyên ha. Thì cô chú anh chị trước khi chúng ta học bài chúng ta phải làm gì, bước đầu tiên phải làm gì, đó là nghe Lệ Quyên và nghe những cái ca sĩ nổi tiếng người ta hát, hoặc là Lệ Quyên hoặc là gì, hoặc là Giang Tử á. Thì chúng ta nghe những cái người ca sĩ người ta nổi tiếng người ta hát, coi người ta coi cái ban nhạc người ta điểm như thế nào, mình học hỏi cái ban nhạc mình điểm theo. Rồi cái bài hôm nay á, Sang sẽ hướng dẫn cho lớp theo cái phong cách của Lệ Quyên và Giang Tử ha. Rồi chúng ta lớp học online 1 chúng ta mở cái này bên trong 3 lên ha. Cái này khó nói rồi, tại vì các bạn trước đã nói rồi. Rồi nam thì chúng ta hát Rê Thứ đi, nam hát Rê Thứ, còn nữ thì bài này hát La Thứ đi, nữ hát La Thứ nha, nam hát Rê, nữ hát La ha. Rồi cái phần này, cái phần về intro là sẽ không nói lại ha, intro là đã hướng dẫn rồi, thì cứ lấy intro nó áp dụng cho cái bài bài này, mai mốt đánh cái bài khác cứ lấy intro nó áp dụng luôn cũng được nữa. Rồi bây giờ Sang sẽ đi vào bỏ qua phần intro đi, đi thẳng vào cái phần solo note luôn. Rồi sau cái phần solo note Sang sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị cái mẫu điểm, ví dụ như là chúng ta intro chúng ta sử dụng cái tiếng gì, cái tiếng guitar thùng, thì chúng ta điểm, thì chúng ta lấy cái tiếng guitar thùng chúng ta điểm luôn, sẵn cái tiếng đó ta điểm luôn. Thì bữa nay sẽ là cái bài học hôm nay có hai nghĩa, một là áp dụng intro, hai nó là sử dụng cái kỹ thuật guitar thùng để mà điểm, cái kỹ thuật guitar thùng điểm như thế nào. Rồi bắt đầu Sang sẽ đi vào cái phần solo note của cái bài Sớm Đêm ha. Rồi phần thứ hai là đi vào hướng dẫn kỹ thuật điểm. Rồi bây giờ không làm mất thời gian nữa, Sang sẽ hướng dẫn cái phần solo note sơ qua cái note nó hợp âm rồi để trên màn hình ha. Rồi bây giờ bắt đầu cái câu đầu tiên là si do mi nè, si do mi là La Thứ nè, nhớ là đô nha. À quên Sang nhắc một cái nữa, đó là cái hợp âm đi trước nha, rồi cái nốt ngăn nó ở phía sau, ví dụ như là si đô là vô La Thứ nè, mi là ngăn nè, la la đô si la la là qua Rê Thứ, pha là ngăn nè, rồi si đô si la La Thứ nè, mi, rồi si diêm cái pha mi si Rê si và vô mi trưởng mi. Rồi tiếp tục câu tiếp theo lại gan là si đô mi La Thứ, la la đô si la la pha Rê Thứ, si đô si la La Thứ mi, si diêm cái pha mi si Rê sòn la là trở về chú âm là La Thứ. Rồi vô điệp khúc là ai chia tay ai, la 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 Thứ sòn la si mi Rê và Rê Thứ. Rồi ai nâng nâng tư mi lá Rê mi lá Rê đô từ La Thứ qua pha trưởng. Rồi tiếp tục la 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 Thứ sòn la si mi Rê, giống câu nãy nè, gặp kiếp sông mơ si sòn pha mi là qua mi trưởng. Bài này là kết thúc là chúng ta sử dụng mi trưởng không ha, nhóm pha mi. Rồi tiếp tục trở lại cái đoạn ba là đoạn đầu là si đô mi đô là vô La Thứ nè, si đô mi ngăn là không tính nè, la la đô si la la là pha là chơi y gan như nãy luôn, si đô si la La Thứ mi, si diêm cái pha mi si Rê sòn la là trở về chú âm nè. Bắt đầu vô điệp khúc hai nè, đêm tha hương em một trong nè, la là vô pha trưởng, la 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 mi đồ son qua son trưởng,
Fa, fa là vô gây thứ. Fa, 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 đô, la, mi. La là vô la thứ ha. Rồi, rồi gê, gê, fa, gê, mi, đô là vô pha trưởng là si, đô, la, si, son, mi. Mi, si, mi, si, gê, đô, la. Tiếp tục, hát câu điệp khúc thứ hai. La, 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 mi, đô, son, đi gan nào. Rồi fa, fa, để dìu bước chân ai trên đường pha pha đô si. Pha là vô pha trưởng nè, câu này chú ý nè. Pha pha đô si la pha nè, vô 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 trong la. Pha là ghê trưởng ghê thứ nè. Ghê pha pha đô si la. La là chúng ta sử dụng si si dán trưởng ha. Si dán trưởng bao gồm các nốt ghê pha si. Chú ý trong bài, chú ý mình lên chỗ này đặc biệt. Vô phần pha pha đô si la pha. Hiện tại với các bài gốc của cái tác giả người ta đánh si dán trưởng thì dạy si dán trưởng thôi, chứ không biết tại sao cứ chú ý cái chữ cái tác giả họ không viết cái hòa âm sao, họ viết là ngay chỗ này họ viết si dán trưởng nè, họ làm cái đặc biệt cái hòa âm ngay chỗ này luôn, rất là đặc biệt cái bài này luôn nè. Mình đọc lại chỗ này nè. Fa đê si bước chân ai trên đường nè. Fa fa đô si la là cho si dán trưởng nè. Fa gọi gê gê la gê gê fa gê mi đô là qua pha trưởng nè. Si đô ghế đô là si qua mi trưởng. Rồi rồi bắt đầu chớ vậy là cái câu kia lại gan rồi, lại gan rồi không nói lại ha. Rồi như vậy thì sang chỉ chú ý cái phần nguyên, cái phần nãy giờ solo note chỉ có một cái là chúng ta đừng có quan tâm cái nốt luyến, ví dụ như là đường về canh thâu thì canh là vô la thứ nhưng mà chữ thâu là nó luyến. Đường về canh là vô bấm là thâu, la la đô si là không, mau màu là luyến nè nhưng mà không là vô bấm liền. Do đó chú ý thứ nhất là đừng có chú ý cái nốt luyến là nằm sau cái hợp âm, cái nốt luyến nằm sau hợp âm. Cái chú ý thứ hai á, cái chú ý thứ hai đó là khi mà chúng ta solo note ngay chăng cái chỗ nãy có thằng si dán trưởng á, chú ý ngay chỗ đó ha. Rồi có hai cái thôi. Rồi bây giờ thì khi mà lớp học là phải solo note lại ha. Rồi bấm rồi chúng ta solo note lại. Cái phần tiếp theo là Sang sẽ hướng dẫn cái phần điểm cái bài này. Cái phần điểm của bài này, là sau khi chúng ta intro xong chúng ta điểm là bây giờ Sang intro sơ qua. Bây giờ Sang dẫn điểm luôn ha. Sang dẫn điểm luôn. Ví dụ như là đường về canh thâu, đường về canh. Không, bây giờ thì cho sơ qua cái đi rồi điểm ha. Guitar thùng là sao? Ví dụ chúng ta cái người ta hát cái câu là si đô mi, mình lót thì nghe câu đó luôn là si đô mi, lót thì nghe câu đó luôn. Ví dụ như là đường về canh thâu là si đô mi, la la đô si la la fa. Ví dụ la la đô si la la fa là ngay chăng fa, phải không? Phải chúng ta đánh những cái nốt xoay quanh cái nốt fa thôi. Ha, cái tiếng guitar hùng chúng ta đánh ít thôi mà nghe nó rất hay. Si 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 da 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 si di di đô si la mi, khỏi đi. Fa mi si ghê si mi. Rồi chúng ta đánh cái câu si đô rê mi hoặc là si đô rê fa mi cũng được, để mà cho nó kết thúc nó quay cho nó quay trở lại, chúng ta đánh rét ra cho nó quay trở lại để mà nó quay lại chúng ta hát cái đoạn đầu là si đô mi la la đô si la la fa si 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 đô si la mi fa mi si ghê sọt la. Vô điệp khúc thì vô cái điệp khúc một á, đèn bài này nó chia làm hai điệp khúc. Điệp khúc một á là chúng ta đánh theo quy gan, như người ta hót cái hát cái nốt nào đánh theo nó. Ai chia tay ai đây sọt si mi rê mi 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 lá rơi mi lá rơi đồ la la la
đời xì xót pha mi xì đồ đời pha mi là xì đồ mi là đồ xì là rồi chúng ta trước khi bắt vào cái điệp khúc thứ hai đó là chúng ta đây cái câu là pha mi gờ mi đó, cái câu này là chỉ sử dụng chung cho tất cả những các bạn của ba luôn, là pha mi gờ mi đó, đây là giống như kỹ thuật của cái câu của guitar thùng như đó, là pha mi gờ mi đó, gờ mi đó, gờ thăng nha, là pha mi là pha mi mi gờ mi đó. Cái câu phần điểm cái điểm khúc thứ hai đó là chúng ta thì nên thân ai một trong là chúng ta lấy cái tiếng dây chúng ta lót luôn la 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 mi đồ so pha 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 đồ là mi đi từ xuống gầy gầy lá đồ là si đồ là si lót mi mi si gầy là đi lên lại đồ rê mi la 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 mi đồ so pha pha đô si la pha gê gê pha gê mi đồ là si đồ gê si là si đi câu đồ gê mi pha rét rét tan 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 như vậy là sang vừa sang tóm tắt lại cái phần mà hướng dẫn cái phần điểm hát, đó là chúng ta chú ý cái kỹ thuật guitar thùng ha. Ví dụ như ta lót đúng cái câu của ta nhưng mà cái nốt cuối mình phải luyến nhẹ thôi, là si đô mi phô thì mình lót câu là si đô mi mi la la đô si la la pha là gầy pha mi son son mi pha, mình đánh si quanh cái nốt người ta hát rồi na na na, hoặc là chúng ta lót theo câu ta hát là si đô si la mi gầy mi nữa, chúng ta lót mì mì cái câu guitar thùng vậy đó, cái nốt cuối nó phải như nè, chúng ta đánh giống như là nó xoay vậy đó. Và trước khi qua cái điệp khúc chúng ta lót câu là pha mi là vô mi trưởng gầy gầy mi la, bắt đầu cái phần điệp khúc thì lót và hát sao hát lót thêm vậy. Rồi thì vậy thì nói chung cái bài này cũng cơ bản, nó cũng không có gì khó ha, chủ yếu là nghe chăng cái điệp khúc với những cái hợp âm. Cái bài này chủ yếu là chúng ta nắm cái hợp âm, tại cái hợp âm sẽ cho giống như cái bài gốc của Lệ Quyên ha. Chúng ta nếu như được thì chúng ta nghe theo cái bài gốc của Lệ Quyên, chứ nếu có như cô chú anh chị hoặc là lớp học online mà nghe theo cái bài của cô Phương Dung thì nó khó, vì cô Phương Dung nó hát theo cái bát giảm thì hơi khó. Thôi sử dụng cái bài của Lệ Quyên đi, hoặc là Giang Tử đi ha, cái hợp âm nó đơn giản hơn. Rồi bây giờ Sang sẽ đi vào ta đánh lại từ đầu ha, vừa đánh lại từ đầu luôn ha, nguyên từ đầu tới cuối luôn, để mà cho cô chú anh chị chúng ta bắt nhịp được nguyên cái phần điệp luôn, cái phần điệp guitar, cái phần điệp guitar thùng như thế nào, phần điệp của cái tiếng dây như thế nào ha. Rồi đi từ đầu tới cuối nha, và xong rồi sẽ đi vào khúc gọn cái đó. La si do mi
giọt lá. La 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 giọt lá xinh người, mi 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 lá rơi mi lá rơi đầu. La 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 giọt lá xinh người, xì xót hoa mi. La si do mi, la la do si la la fa, si 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 do si la mi, fa mi si ge son la. Giọt mì si gây đô la. Lên lại. La 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 mì đô xót, đô gây mì pha, pha đô si la ma. Rơi rơi pha rơi mì đô la, si đô gây si la si. Si đô rơi pha mì rét nè. Tăng tăng la la đông si la đông pha, si 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 đông si la mi. Tăng 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 tăng. Rồi dừng nha. Rồi đơn giản vậy thôi, tại vì Sang hồi nãy Sang có đánh theo cảm hứng cái phần mà gian tấu á, tức là sau khi người ta hát xong rồi mình gian tấu lại theo cái tiếng piano á, thì cái phần này để nữa Sang chỉ sau đi. Tại đang bị người có cảm hứng rồi thôi đánh gian tấu luôn. Chứ đúng ra là chúng ta chỉ đánh xong cái phần kia là xong trước cái phần gian tấu là được rồi. Cái bài này chỉ yêu cầu là lớp học trước cái phần gian tấu thôi. Nãy giờ Sang điểm đó là phần gian tấu, cái bài sau Sang sẽ hướng dẫn cái cách gian tấu này nè. Chúng ta sử dụng cái tiếng gian tấu này nè. Nãy Sang có đánh nè. Nó hồi nãy Sang đánh cái bài gian tấu này nè, nhưng mà cái bài này để cái phần sau đi. Cái phần sau Sang sẽ hướng dẫn cái cách gian tấu giữa cái bài. Còn phần này cái bài này chủ yếu là chúng ta sử dụng đề đẹp cái kỹ thuật guitar đi ha. Dạy giao nhiều bài nhiều kỹ thuật quá rồi, đôi khi lớp mà học ngán mà dạy giao cái kỹ thuật guitar đi. Cái kỹ thuật guitar là cái nếp thứ hai, nó là học cái bài này
học cái bài này không có hợp âm thì cắt cái bài này ha, bởi sẵn chân không có hợp âm gốc rồi nên là chúng ta phải cố gắng chúng ta học ha. Rồi cái phần mẫu điểm, cái mẫu điểm của tiếng dây á, hồi nãy sang có mẫu điểm mà hơi khó một chút xíu nè, lớp chú ý nè, ví dụ như nè la 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 mi đồ son, la 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 mi đồ son, đồ đề mi pha, nó sang đánh cái câu đó là sang dẫn từ thằng đô thằng diêm, từ đô thành diêm qua thành rơi, bởi vì ngày pha đô là mi là pha là vô gây thứ là phong sang dẫn qua gây thứ, tức là sang đánh đô thành diêm, tức là bao gồm thằng đô hăng thằng mi và thằng son. Đô đê mi pha là từ dẫn qua từ đô hăng nè, đô hăng nè, đô hăng nè, gây mi pha là gây thứ là dẫn gì nó mới hay, ví dụ như là la 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 mi đô son nè, tưng 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 tưng. Nó dẫn như vậy nó nghe rất là hay luôn. Đồ đê mi pha là vô, bắt đầu nó vô pha rồi mới vô, mới vô cái thứ la 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 mi đồ so dẫn, đừng 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 đê 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 đô la mi. Và các phần sau thì nó cũng bị ghen, người ta hát sao thì điệp lại vậy. Rồi đó là một số các phần chú ý ha, một số phần chú ý mà Sang nhấn mạnh lại cho lớp ha. Rồi bây giờ cơ bản là vậy đi, cơ bản là cái bài này vậy đi, cái phần sau Sang sẽ cho Sang sẽ hướng dẫn lại cái phần gian tấu của cái bài này. Gian tấu là áp dụng chung luôn chứ không phải áp dụng cho bài này không, áp dụng chung tất cả luôn, nhưng mà trước tiên là phải học cái kỹ thuật guitar thùng đi, kỹ thuật guitar thùng với cái bài này ha, áp dụng cái intro mà cho bài trước cho áp dụng cho cái bài này vô. Rồi thôi bây giờ cơ bản là bài này vậy ha, Sang dừng đoạn video này ha, rồi bài sau sẽ giao bài tiếp. Rồi em xin trân trọng kính chào ha. Nếu như cô chú anh chị nào cố gắng là ủng hộ em bằng cách là nhấn like ha, nhấn like phía bên dưới video và đồng thời cho em một cái đăng ký ha, nhấn vào subscribe icon below my video ha. Rồi thôi xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị cùng tất cả các bạn.